tôi hỏi các đồng chí trong hàng là đồng chí nào cho tôi biết quả đạn này bao cân. Mời đồng chí Độ. Báo cáo đồng chí giáo viên, quả đạn này 37,5 cân. Tôi đồng nhất với quan điểm của đồng chí Độ. Tôi nghĩ là 35 cân. Theo tôi nghĩ là tầm 31 cân. Câu hỏi như sau: đạn pháo tăng có trọng lượng bao nhiêu? A 37,5 cân, B 35 cân, C 31 cân, D tất cả đều sai. Đồng chí Thơ trả lời đúng. Đây các đồng chí nhìn trên hòm là số lượng 2 thân, khối lượng 75 kg là tính cả hòm. Riêng một viên đạn không là 31 kg. Vừa rồi qua phần trả lời, đồng chí Thơ trả lời đúng. Mời đồng chí Thơ. Mời đồng chí B thử. Rõ. Swat nha, swat B lên nha. Cẩn thận nha. Ôi muốn bự hơn mà. Bảo hiểm tôi nha đồng chí. Ôi. Được không ạ? Wow. Cô gái Đồng Tháp thì tại đây. Đồng chí về vị trí. Rõ. Phục vụ về vị trí. Trước khi vào tổ chức luyện tập thì đồng chí Thơ cho tôi biết là viên đạn pháo có nặng không? Báo cáo đồng chí giáo viên, tôi thấy là nặng so với sức của tôi. Nếu như vị trí của cái viên đạn này nó cao hơn tí xíu, tôi sẽ lên nổi ạ. Sau đây tôi đi vào nội dung thứ nhất, thực hành tiếp đạn vào xe. Các đồng chí quan sát. Đội mẫu. Ra vị trí. Sau đây các đồng chí quan sát đội mẫu thực hành tiếp đạn pháo 100 lên xe tăng. Đồng chí trưởng xe. Bắt đầu thực hiện nội dung. Trưởng xe và lái xe là tiến hành tiếp đạn, lấy đạn ở trong hòm chuyển về lên vị trí cửa nạp đạn. Đồng chí pháo thủ bên ngoài ở thành xe gần tháp pháo tiến hành nhận đạn từ trưởng xe và lái xe chuyển vào trong xe cho đồng chí nạp đạn. Nhiệm vụ của đồng chí nạp đạn là tiến hành đưa đạn vào trong các giá tổ ong và cố định vào các thành xe. Vừa rồi các đồng chí quan sát đội mẫu thực hành tiếp đạn vào xe đối với đạn pháo 100. Trong hàng các đồng chí còn nội dung nào chưa hiểu, chưa rõ các đồng chí cho ý kiến. Hết. Nếu các đồng chí không còn ý kiến gì, sau đây tôi đi vào nội dung thực hành tiếp đạn vào xe. Trước khi tiến hành luyện tập tôi chia tổ như sau. Đồng chí Độ. Có. Trên cương vị trưởng xe, xe 111. Đồng chí Khánh. Có. Trên cương vị pháo thủ. Đồng chí Thơ. Có. Trên cương vị nạp đạn xe 111, đồng chí Phương. Có. Trên cương vị lái xe xe 111 là một kiếp xe. Các đồng chí đứng về vị trí. Đó. Hàng ngang. Tiếp theo là đồng chí Thạch trưởng xe, đồng chí Tú pháo thủ, đồng chí Hoàng nạp đạn, đồng chí Minh Tú lái xe. Kiếp xe thứ hai. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Sau đây đồng chí Độ sẽ tiến hành tập hợp kíp xe ở vị trí xe 111. Đồng chí Thạch tập hợp ở vị trí xe 047. Rồi các đồng chí bắt đầu thực hiện. Các đồng chí theo tôi. Kíp xe đồng chí Độ lên vị sau xe 111. Lên kìa mọi người, cũng lên xe ở trong. Lên xe đúng không? Lên trên xong đứng ra đằng sau nhá. Không. Em lên trên đi Khánh ơi. Dạ. Yeah.
em có lên xe được không? Dạ không. Thế thì em đứng đây với anh để anh xem nào. Hàng đồng chí Độ treo lên xe quan sát không? Dạ, để tôi đứng với đồng chí Phương đây, đồng chí Phương đau chân không leo lên được. Đội mình có một thương binh hay là ba người làm thôi. Đây, từ từ để đang chia đây. Xem vị trí nào nặng nhẹ như nào, tại Phương nó đang đau chân nữa. Đối với tôi, đồng chí Độ luôn là một người rất là ngầu, rất là tỉ mỉ và rất là để ý, biết nhìn trước nhìn sau và quan tâm đội một cách rất là thầm lặng. Kiếp xe đồng chí Thạch, đứng thành hàng phía sau để quan sát. Đó. Đội mẫu, tiếp đạn vào xe. Đây là chiếc xe nè, đó là anh đó, đây em nè, đây nè, nhìn nè, nè, tỏi đầu nè. Ui không được. Phải đứng á Phương. Cái này thì làm sao được nhỉ? Còn không thì Phương sẽ ở trong này. Không nổi. Không nổi không? Không được, không được. Nếu được thì em bưng cũng được. Đuổi đầu. Đó, em ôm lên. Cũng nhìn nó cũng rồi, nhìn đó. Đó. Ừ, tay hiểu. Hai kiếp xe, các ông chí đã quan sát được chưa? Rõ. Rõ. Các ông chí có ý kiến gì không? Hết. Hai kiếp xe, các ông chí xuống lấy mũ công tác, tập hợp trước xe để tiến hành xếp đạn vào xe. Rõ. Rõ. Kiếp xe 047, đồng chí Thạch trưởng xe. Có. Kiếp xe 111, đồng chí Độ trưởng xe. Rõ. Đội mũ công tác. Tiếp đạn vào xe. Đội 1 tiếp đạn vào xe. Tiếp đạn vào xe. Rồi, ok. Đúng không? Rồi, ok. Bình tĩnh. Đồng chí Phương có phát được không? Thôi, để anh tiếp đi. Thực ra bảo là bị đau chân. Không được. Đồng chí Khánh thực hiện không được. Đồng chí Khánh tiếp đạn như vậy là không bảo đảm an toàn. Không được. Không được. Thực hiện lại. Em xin lỗi. Tôi không đủ lực để. Đồng chí bình tĩnh. Dẫm chắc chân đã. Đặt chân, đồng chí đặt thẳng hạ cả bàn chân xuống vị trí. Đúng rồi. Đồng chí Độ đẩy lên. Đồng chí Khánh chú ý. Đón đạn, không ngồi hạ trọng tâm quá. Tay kia vòng ra ngoài nhá. Rồi, dọc lên. Anh sẽ đẩy lên cùng em. Rồi, ngồi vào. Kê chân lên. Đẩy viên đạn theo đùi. Kê chân lên. Chân trái. Đấy, đẩy viên đạn theo dọc đùi đi. Đồng chí Khánh hiểu được động tác chưa? Dạ được ạ.
không nên gò trọng tâm cơ thể quá. Dạ, tôi sẽ cố gắng ạ. Kiếp xe ở chế độ, xuống xe. Sau đây các đồng chí tiến hành nghỉ giải lao 10 phút tại chỗ. Đó, đó.